cả mới nữa hả chị? Mới thì chạy điện 100V thôi đồng chí. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là clip thứ hai trong ngày 29 tháng 10 năm 2021. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được chào đón một vị khách hàng có địa chỉ tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn một chiếc máy hút ẩm của hãng Panasonic. Chiếc này thì có dung tích hút là 20 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Và trong buổi tối hàng về của ngày hôm qua thì cửa hàng có thông báo có một chiếc mang mã số 26, một chiếc mang mã số 27. Thì cũng đã có một vị khách hàng chốt đơn rồi và cửa hàng thì đang test hàng để chuẩn bị lên sóng gửi cho khách hàng đã có đơn chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Những sản phẩm mà quý khách hàng đã đặt trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2021. Vâng, và tại thời điểm này cũng là buổi chiều của ngày 29, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được chào đón một vị khách hàng. Em khách hàng này thì năm ngoái cũng chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một chiếc rồi và năm nay tiếp tục sắm một chiếc nữa. Vậy rất là hiệu quả nên khách hàng sẽ sắm tiếp những sản phẩm như những chiếc máy hút ẩm, nọc khí bù ẩm thì bên cửa hàng lúc nào cũng có hàng và sẵn hàng luôn ạ. Những vị khách hàng mà đam mê kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và yêu thích những chiếc máy hút ẩm để sử dụng cho mùa ẩm thấp như bây giờ và tại Chí Linh, như buổi sáng ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua thì mưa và rất là ẩm. Cửa hàng âm thanh Hạnh thì đang test trong không gian này, đang có test hẳn 4 chiếc máy nên phòng khách cũng như phòng audio rất là khô thoáng luôn. Còn những vị khách hàng mà có phòng khách rộng tầm 30, 40, 60 đổ về thì các bác cũng nên sử dụng một chiếc. Và những phòng phơi đồ thì các bác cũng nên sử dụng một chiếc. Và giá trị của những chiếc cũ như thế này đã qua sử dụng thì nó có tầm giá là dưới 6,6 triệu và trên 4,5 triệu nhé các bác nhé. Còn những chiếc máy mới thì nó có mức giá thì đắt gấp đôi, trên 10 triệu đấy ạ. Còn những chiếc máy nọc khí bù ẩm bãi đã qua sử dụng rồi thì nó cũng rẻ bằng một nửa tiền so với những chiếc mới. Và bên cửa hàng thì đang có cả mới cả cũ vẫn đầy đủ nhé. Không vậy, clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo tới quý vị và các bạn một chiếc máy này là một chiếc máy Pala, cũng là chiếc dáng vóc cuối cùng hình dáng như thế này, đã có chủ tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Vâng vậy, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.